âm luôn. Trời ơi, anh ăn ơi. Sao vậy anh? Nhậu nữa rồi. Hết nổi luôn hả? Thôi hết nổi thì anh nằm đó luôn đi anh ơi. Anh nằm đó, anh khỏi đứng dậy đâu, nằm đi. Tôi cái xoài tôi á, tôi cho một trái mà nhậu là có một miếng này. Nhậu một miếng là cỡ 2 lít rượu. Một miếng xoài mình á, một miếng thôi á. Một miếng xoài nhậu một 2 miếng, lít rượu. 2 lít rượu. Trời đất quỷ thần ơi. Ừ, gì đó. Nó như thằng bạn, nó kêu thằng bạn là xin xin nó lợi. Đi vợ cốt rồi về nhà được tiền đó nhậu. Nhậu rồi mới chừng nó nhậu rồi nó say nó nằm tù queo queo trên là thứ bù ngửa đó, bù giạt đó, bù xin lắc bàn ấy đó. Rồi hai thằng bạn của nó với vợ nó thì đi sao, đi sao là nó hung nhau. Rồi tôi nằm ở sau giường á, tôi nằm ở sau giường, tôi buộc võng vậy nè, tôi nằm ở sau bị trời nắng mà nó, tôi nằm ở đó mát. Tôi thấy trời ơi, thằng ương này nó đi đâu mà có thằng này lại nó ôm vợ nó hung vậy. Vợ Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại nhà của bé Mai. Bé Mai là tên bà con gọi đây hết quý cô chú anh chị. Tuy nhiên thì Quỳnh Trung không biết là bé Mai tên thật là gì nữa. Nghe cô chú đây gọi là bé Mai thôi. Cô bé năm nay chỉ mới 10 tuổi rồi quý cô chú anh chị. Thì ở trong một cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Cha thì say xỉn tối ngày. Để kiểm chứng cái việc mà ba của bé Mai có say xỉn hay không, thì hôm nay Quỳnh Trung sẽ ghi hình cặn kẽ cho quý cô chú anh chị mình được biết, và cũng giải đáp một số thắc mắc của quý cô chú anh chị mình trên cộng đồng mạng hiện nay. Khi mà Quỳnh Trung up cái video này lên thì có rất là nhiều cô chú nói là tại sao không đưa bé Mai đi trung tâm, với lại là về phần ba của bé Mai, quý cô chú anh chị, tại sao lại lâm vào cái cảnh mà rượu chè bê tha rồi bỏ bê con cái. Thật sự là ảnh không có tấm luôn quý cô chú anh chị. Nói tới mà Quỳnh Trung còn phải nổi da gà nữa. Và hôm nay để cho quý cô chú anh chị mình tận mắt thấy được cái mức độ mà ảnh rượu chè, ảnh quên cả đường về, không còn, nói chung là không được nào tưởng tượng nổi. Và cái điều lo lắng nhất là bé Mai nó đang một ngày phát triển, và sắp tới đây thì không biết như thế nào, liệu là có giải cứu bé Mai được hay không. Thì Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình theo dõi video ạ. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì hiện tại Quỳnh Trung tới cái nơi mà cha con của bé Mai sinh sống. Đây bé Mai đây quý cô chú anh chị. Chào con nha. Ủa nó là đâu biết chào hay là gì đâu hả cô? Trời ơi. Dạ. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Quỳnh Trung sẽ giải đáp thắc mắc cho quý cô chú anh chị biết. Và chú ơi, con chào chú. Dạ thì hồi nãy con nghe chú nói có một cái chi tiết là bé Mai này nó bị như vậy là không phải là bị từ nhỏ tới lớn là sao chú? Thì bị hồi nhỏ tới lớn á, bị hồi nhỏ vậy đó, bị là một lần thì nó chìm xuồng đó. Thì thì rồi á là rồi sau là lớn lên là không, mẹ nó là có đi theo chồng vậy đó, theo cha vậy đó, rồi không có ai dạy ai dỗ gì hết trơn. Rồi cha nó cứ nhậu nhẹt gì đó là không có ai dạy không gì hết trơn, thành ra nó không có ai vậy là dạ, nhưng mà Mai nó biết nghe lời không chú? Có biết nghe, kêu nó lấy cái gì nó lấy cái đó đó, mà kêu lấy gì là lấy đó chứ. Kêu lấy gì lấy cái đó mà kêu, mà điều mà mình nó không biết gì hết trơn. Nó mình sai nó biết mà nó vậy đó, tại vì không có ai dạy không dỗ, có ai dạy dỗ, với lại không là có mẹ. Cha là cha nó cứ vậy hoài nè, uống hoài, uống say xưa hoài. Tôi ngày con ngồi đi, con ngồi vô mát đi rồi chú Trung lấy bánh với lại nước cho con uống. Nó vậy đó. Nãy thì Quỳnh Trung vô cũng có mua cho Mai một ít bánh với lại là trái cây đồ để cho con ăn. Chứ giờ con không biết sao nó gối hết trơn. Nè con cái này chú Trung mua cho con nghe. Dạ, dạ. Dạ đó, đó thấy không? Sao? Thấy không? Nó biết đó, thấy không? Nói nó biết đó. Nó biết, dạ, nó biết ngoan mà. Biết mà điều mà nó nói không được. Nó nói không được vậy đó. Con cảm ơn đâu con nói. Đó, làm đó. Sao con bé vậy là sao con? Nó mừng quá đó, nó mừng là cho bánh đó, nó mừng đó, nó cảm ơn đó, cái đó nó cảm ơn mà nó không biết nói. Bánh này ngon lắm á.
bánh đó là ngon, bánh đó là bánh kẹp á. Cảm ơn ha, cảm ơn ha. Đó, nó cảm ơn rồi đó. Ừ. Cảm ơn hả? Ừ. Cảm ơn con nha, rồi ăn bánh rồi ăn trái cây rồi uống nước con nha. Gạt đầu đi mày. Gạt đầu. Ừ đó, nó làm gì đó. Ừ đó, đó nó gạt đầu. Nói nó biết nghe hết đó. Mà điều ở không có ai dạy nữa, nữa. Rồi nó vậy đó. Rồi con ăn đi, cái này chú mua cho con đó, con ăn đi, con ngồi xích vô đây nè, ngồi xích vô đây mát đi. Ngồi xích đây xíu, ngồi xích đây nè. Ngồi xích đây xíu nè con. À, cho lên chả này, cho lên chả, hát cho mình biết là lên chả mà. Ừ. Con ngồi xích vô để hơi nắng á. Ừ. Ừ. Đó, thấy không? Nó biết hết trơn, nó cho nó biết. Ừ. Nó cảm ơn đó, nó ham cái gì đó. Cảm ơn. Đó con ăn thử rồi, con ăn thử bánh chú Trung mua ngon không? Xí xí núm á, cho núm xí á. Có nghĩa là hiểu cái tiếng dân tộc. Dân tộc quốc á, nó hiểu tiếng dân tộc kêu gì đó, nó hiểu hiểu á. Ừ. Để mẹ đi cho cha đó đó thấy chưa? Sao? Nó để cho cha nó ăn á. Nó là được cái gì nó để cho cha nó ăn không à? Nó lại để cho cha. Ừ, để cho cha nó. Thôi con ăn đi, ba nhậu rồi. Con ăn đi con. Ăn á, phật á, phật tức nó, ừ, phật á. Vô ăn hố ba, ừ. Ừ, vô nôm hố ba, ừ, mua hố ba. Đưa cho cha cho nhậu nữa. Ừ, ừ, ừ. Ừ. Để dành cho ba ăn chứ không chịu ăn. Ba nó xây rượu nằm vậy nè. Mỗi đường ra ngoài xong nó ăn, mà lỗ nó ăn. Mà nó ngồi ở đâu chờ tới chừng nào ba nó thức dậy lên mới nó lên đi. Nó không có đi đâu đó. Nó không có đi canh ba nó nằm chụp eo eo vậy là dữ đi. Ừ. Nó ai đi ngang nào nó kêu. Kêu dùng tiếp lấy ba nó về. Đó nó kêu làm hì hì vậy đó. Rồi. Nó cũng biết lo mà. Biết trời biết lo cho cha nó dữ lắm. Ừ. Thì biết lắm, biết dữ lắm đó mà từng nào cha nó về mới nó về. Vậy là không có gì đó. Đó nằm bên sông cũng vậy đó, nằm chỗ nào cũng vậy đó. Ừ. Cô kêu bé lấy cái tay kia cầm ăn đi cô, đứng rồi lẹ là đóng cháu đó, lẹ là đóng cháu canh đai quý vô quá. Ờ hay đúng rồi, đây hay đúng rồi. Chú mua cho con đó không ai lấy đâu. Ừ ừ đẻ đó, ừ ừ đó vậy, ừ ừ ừ. Ừ ừ ừ bé bé hố quá. Bé hố quá. Ừ mầm hố tà năm quay nè. Ừ năm quay, ừ hố quá, ừ. Lâu lắm rồi đâu có ai mà mua đồ ăn ngon vậy cho ăn đâu. Ừ. Cô chú ha. Ừ. Đó đó. Ăn đàng hoàng á, hút đàng hoàng á. Con kêu quay á. Ngon ngon không? Hộp đàng hoàng thì tên nhau tiên, bầm hộp đàng hoàng thì tên nhau ấy nè. Nhưng mà nghe. Ăn là cái gì cái còn phải lo cho cha nó. Ừ, lo lắm, lo biết lo lắm, bà Lương này biết lo cho cha đó. Mà cha nó không biết đâu, cha nó không biết lo cho con đâu. Cha không, thì nấu cơm nấu nước gì cho nó ăn đâu. Cái ông thằng men nó nhập vô rồi. Ừ, hết rồi, mất tinh thần. Không được nấu cơm nấu nước gì cho nó ăn, nó gì đó. Ừ. Chú cũng là đàn ông, thì con nghĩ là chú cũng có nhậu. Ai mà trời ơi. Có khi nào mà mình nhậu tới cái mức mà không, quên luôn con mình luôn không trời. Tôi là nó hoài đó, ai mà nhậu tới quên với con cháu trời ơi, gia đình mà đâu phải ấy đâu. Chú là hàng xóm thôi mà, phải không? Nhà tôi đây nè, sát đây nè. Cô chú anh chị thấy đó, tại vì bà con ở nơi này á thì chừng mấy thời gian qua là ai cũng quen với cái việc này rồi, cho nên là nó cũng không có cái gì mấy là bất ngờ. Con quay lên đó thì mọi người mới bất ngờ thôi chứ người dân đây thì họ quen hết trơn. Thì cho nên là ví dụ như cô chú anh chị giao táp kể này thì cũng cười vui rồi, nó một cách thoải mái đâu có nghĩ lại đâu. Rồi hiện tại là ba của ma mai là xây hết thấy đường gì bây giờ hết rồi, không có gì hết trơn gì đó, rồi cơm nước đâu. Hồi sáng giờ ông làm mấy cử rồi chú? Trời ơi, là sáng tới giờ luôn đó. Hồi sáng tới giờ luôn, tới giờ luôn. Ừ, tháng xưa tới giờ luôn. Rồi tới vậy lên là làm chạp nữa tới tối luôn đó. Rồi xong luôn đó, xong phim này xong rồi. Chú nghĩ sao về cái ý kiến mà cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nói là trường hợp này sẽ không giúp được và sẽ không có khả năng để mà ai giúp, là cái này là thầy chú là sao chú? Giúp gì? Ta giận với nó, nói với nó không chịu nghe. Rồi con cháu vậy đó, ừ nó không chịu nghe, rồi con nó đi tha người ta. Đó vậy đó, đi tha người ta. Tha rồi người ta lại, ừ nó tha bạc gì là nó lấy đồ này kia nọ là nó lại, ừ là đừng có lấy của người ta nữa đi, nó này kia nọ là nó cũng biết mà. Dạ. Mà cái này nó không có nói gì hết trơn, nó chỉ là nhậu uống tối nhà với con đi pha bổng gì của ai nay này kia nọ là nó không có nói gì hết trơn. Kệ luôn. Kệ chương đại gì đi rồi, ừ đi đằng này người ta la, đi đằng kia người ta la, nó vậy đó. Rồi thấy tội nghiệp quá, ừ lấy chén đi xin cơm người ta cho cơm ăn như đó là xong. Đó vậy đó. Rồi nó không
gạo cũng có mà nhầm khỉ nó say gì làm sao nó cơm được, nó không nấu được gì hết trơn cho con cháu gì lo gì hết trơn. Đúng qua là nó nấu cơm nấu nước là kêu con cháu là ăn này kia nọ, là con đâu có tới đến đổi này đâu, không có đến đổi gì đâu, nó vậy đó. Ừ. Nó nhậu quá làm sao đi kim cá kim mắm được ăn. Mà có nấu cơm không cô chú? Có mà nấu, mà điều mà nấu thì nhầm khi không có đồ ăn, nó đi đâu không nổi, nhầm khi á thì quên đi là không có nấu luôn, có vậy đó, cũng có luôn. À, hôm trước như thế này nè, quý cô chú anh chị thì để Quỳnh Trung đây một cái tin, thêm một cái tin chấn động nè. Dạ con xin phép con chào cô ha, tại vì cô là cô vui vẻ, cô nói chuyện hay cười cho nên cô chú anh chị thông cảm đó. Thì ngày hôm trước cô ơi, cô tên gì cô? Tên Mặn. Cô Mặn, dạ ngày hôm trước thì con có nhờ cô giữ giúp con 500.000 để mua đồ ăn cho bé Mai. Cho Mai đó, thì cô có liên hệ với con, cô nói là ba của Mai là lấy lại hết rồi mà giờ cái tiền nó cũng hết luôn, mới có ngày hai ngày gì là sao đúng cô? Rồi đúng rồi đúng. À, không có tiền đó, rồi cái bữa đó đi mua cho nó một chục gói mì, dạ, với nửa ký đường với nửa ký bột ngọt, dạ, là hết 74.000. Thấy cái ông bán kem nó còn 6.000 mua cho nó ăn ổn, mì kem đó là 6.000, dạ, là còn lại 420 cái chiều. Cái chiều người ta hỏi chị ba có tiền không, sao 20.000 coi. Người giận má đưa cho mày hết luôn 420. Ảnh hỏi vậy đó, rồi cô đưa. Cô giận, giận, đưa cho hết luôn. Rồi giờ cái tiền nó còn không? Còn nó mà còn, rồi nó nè. Rồi cái sáng lên rồi thức dậy. Thức dậy rồi đứng rồi cái hỏi ơn có mua thịt không? Ta nói nè, tiền nè đi mua thịt đi chị ba, rồi mua hết 60.000, rồi còn nhiêu đưa cho nó luôn. Được 60.000 thịt ăn đó. Con nghĩ chắc cũng hết luôn rồi chứ sao mà còn được. Không, tiền nó say rượu rồi nó ngủ đó, rồi con nhỏ này đem đi mua cái gì đó. Không, không có đâu. Nó đem đi. Nó ngủ nó đem đi. Tôi chở tôi gặp nó rồi đó, rồi kêu nó là đưa lại cha nó chạy lại đưa cho giúp con ơi đem cái. Không, mua con chai lồng đỏ nè, chính thức nè. Chai lồng đỏ là nó cầm tiền đi hết luôn đó. Không có mất đâu, tiền đó không mất đâu, ơn lấy lại, không phải là mất tiền đó đâu. Rồi, cái tiền nó giống như thì cô chú anh chị hỗ trợ cho bé Mai để ăn uống, nhưng mà tại vì khi mà tụi con đi làm thiện nguyện, tụi con kết nối thấy hoàn cảnh khó khăn vậy thì tụi con phải giúp, nhưng mà tại vì do bởi vì nhiều cô chú người ta nói cũng đúng, cái này là chắc không có thể nào mà ai giúp thì giúp cho bé Mai, ví dụ như lâu lâu con mua đồ thì ăn giúp đồ giúp giống Mai. Vậy cho bé Mai nó ăn thôi, giúp làm sao mà để một cái số tiền, rồi ví dụ bây giờ giao cho hàng xóm anh cũng lại anh kiếm cớ anh lấy rồi đúng rồi tôi giận quá đó, dạ. Cho nên nếu mà bây giờ có gửi tiền cô thì chắc cũng không có ấy được. Tôi giận quá thì tôi đưa tiền cho nó, tại đó mà lo đưa tiền cho nó. Nè nó ngủ gì là được nè. Nó ngủ á, thấy chưa? Thức lên vậy á. Hôm trước con vô cô thì có một cái chi tiết như thế này, thì con có hỏi bà con là về cái trường hợp là cái việc bé Mai á là do bên chính quyền địa phương á là người ta trả về, do là trước cũng có đem đi một lần rồi. Nhưng mà vô đó là sao mà người ta trả về với cô? Tại nó quậy quá. Nó quậy, nó không có ngủ. Nó có ngủ, người ta ngủ hết trơn, nó đông người, nó phải ít đâu ở đó mà. Nó quậy quá, nó không đi phá người ta. Là nó không có ngủ, người, bây giờ là mới nhà nước trả cho lại. Không tôi là nó tới 18 tuổi là nhà nước nuôi tới vậy đó, cho ăn học đàng hoàng. Dạ đúng rồi. Nó ngủ nó là vậy không nè. Dạ. Một ngày ở đây cũng có ngủ luôn nè. Ủa rồi ban đêm nó có ngủ không chú? Ban đêm nó ngủ, mà ban ngày nó không ngủ đâu. Ban đêm nó ngủ, mà ban ngày. Ý là giống như bây giờ là bên chính quyền địa phương thì họ cũng bắt lực rồi chứ không phải là nhà nước đem đi rồi, mà đâu phải là nhà nước bỏ gì đâu, nó đem đi rồi mà chị cũng ngồi trả lại đó. Thì nếu bây giờ giống như là bên chính quyền địa phương họ muốn giúp thì giúp hoài như vậy thì cũng không được, tại vì ảnh nhậu không à, giúp tiền tháng nào cũng có hết trơn, 700 mấy là có đó vậy đó, mà còn đem đi nuôi này kia nọ là không có, nhà nước không có dám đem đi nữa.
Nhưng mà 700 mấy rồi sao mà đủ cho anh để mà anh nhậu được chú? Trời ơi, may phải ta đúng ra ta mua gạo mua tóc này kia kim cá ăn không hết nữa một tháng. Mà bây giờ nó lại nó không mua gạo được chút đỉnh rồi nó nhậu hết, nhầm thi nó nhậu hai ba bữa nó hết mẹ rồi. Là lười biếng không thấy chú. Nói vậy đó, nó đâu phải ai đâu phải ta mua gạo mua tóc gì ăn đó, nó ăn đâu hết. 700 mấy là đúng ra là mình kim cá kim mắm nó này kia đó. Ăn được mua chỉ là bột ngọt là nước mắm hoặc là gạo. Vậy là đây dạ, ở đây là cái khu vực mà hồi trước giờ là ảnh nhậu là xuyên suốt ở đây chú ha. Đúng rồi. Dạ, ở đây bãi này con mượn cái mít con dạ. Cái bãi này là giống như là cái bãi nhậu của ảnh vậy đó. Bãi nhậu nằm ở đây luôn nè, nằm ở đây, đây. Giọng hai cái giọng này nè. Là ăn ngủ ở đây luôn. Ăn nằm ở đây tôi mới vô nhà. Đây. Coi nè, coi. Bữa hôm trước anh em Quỳnh Trung vô quay cô chú anh chị mình cũng thấy đó. Là nhậu riết rồi là không còn ngồi để nhậu mà kêu bằng trái cà hay là cái hột vịt hay là cái mu của con cua đồng là cũng quất được. Tôi nhậu mà tôi cái xòi tôi ăn, tôi cho một trái mà nhậu là có một miếng nè. Nhậu một miếng là cỡ 2 lít rượu. Một miếng xòi mình á, một miếng thôi ăn. Một miếng xòi nhậu 2 lít rượu. 2 lít rượu. Trời đất quỷ thần ơi. Thôi vậy đó. Một chai xòi đó nhậu một ngày. Trời ơi. Cho một chai đó là nhậu một ngày. Vậy là không có rượu trong người là không chịu nổi. Đó thằng kia đó bây giờ là đang sắp chết rồi đó với nó đó. Thằng kia kìa ở nhà bên này nè. Đúng đang cái sắp chết. Là gì? Không có rượu chứ không có rượu là chết queo luôn đó chứ mà. Không biết. Không có rượu là nó không có làm gì được. Chú nói có một chai xòi mà đẩy 2 lít rượu. 2 lít rượu một chai xòi đó. Một chai xòi có một miếng xòi là 2-3 cục muối là mình đó là nó hết nhậu được rồi. Nhậu được hết 1 lít rồi đó. Sao mà dễ nhậu dữ vậy trời. Ừ. À, thì có đang hai dạ, có một cái câu chuyện như thế này thì hôm trước tụi con có nghe thoáng qua là ảnh nhậu với bạn ảnh rồi xong là bạn ảnh lấy vợ ảnh là có sự thật không chú? Có luôn á, có. Bị nè, thằng đó thì nó ở bên là Sim. Dạ. Nó đi là lãnh cái mã người ta mà vợ cốt lên á, dạ. Gần là sinh minh á, dạ. Gần sinh minh mình á, cũng sinh minh á, dạ. Người ta nhờ vợ cốt lên 2 cái mã mà 3 người anh em, dạ. Anh nó một đứa là với nó với thằng bạn, nó kêu bạn là xin nó lại, dạ. Đi vợ cốt rồi về nhà được tiền đó nhậu, dạ. Nhậu rồi mới chừng nó nhậu rồi nó say nó nằm chùi queo queo trên là thứ bồ ngựa đó, bồ giạc đó, bồ xin lắc bàn ấy đó. Rồi hai thằng bạn của nó với vợ nó thì đi sao là nó húng nhau. Rồi tôi nằm ở sau giường á, tôi nằm ở sau giường tôi buộc võng vậy nè, tôi nằm ở sau bị trời nắng mà nó, tôi nằm ở đó mát. Tôi thấy trời ơi, thằng Ương này nó đi đâu mà có thằng này lại nó ôm vợ nó hung vậy. Rồi tôi chạy lại nó, tôi thấy nó nằm chù queo queo ở trên bùa giạc á, bùa ấy đó. Tôi nói chết rồi, vậy là xong khi mà tôi không dám nói sợ thằng này nó chém vợ nó, dạ. Nó vậy đó, tôi không dám nói gì hết trơn, tôi bỏ đi luôn. Rồi tôi không nói gì hết trơn á. Ừ, cái gì mà quái quâm như trời chú kể giống như trong phim gì. Ừ, nó rồi hết trơn á, tới sau cũng nhậu nữa. Rồi sau đi nó đi đám cưới bên nhà thằng cháu tôi bên đây nè, bên thứ là cái dòng đá, dạ. Nó đi với thằng bà con bên tôi đó, ở bên đi đó. Rồi bữa đó nó không biết làm sao, nó ở nhà không có được, nó ở đó không được, nó nhậu có chút xíu, nó chạy xe về bỏ thằng kia, nó chạy xe về, rồi nó chạy xe về, nó tới cái cống này nè, cống chú chạy lại đó, cái cống mà hút cái cầu rồi lại tới cống đó. Dạ, có cái cống, dạ. Ừ, có cái cống, nó chạy đi thấy thằng đó đó, chạy xe đi ngang đó, nó nói thằng này á, giống thằng nhậu với nó đó, bạn đó đó, ừ. Nó chạy lại tới nhà này nè. Rồi chạy lại cái này nó nói với tôi ha, dạ. Thằng Ưng này nói là ừ, nói nó lại ngủ với chả nó, mà tôi nói là nó cũng nói cái này là nó hư tục quá. Trời, cái chừng sau nó lấy đi luôn, nó lấy 3 lần mới vợ nó đi được. Một lần tôi ngủ ở đó đó, tôi gặp nó bồng con này nè, con mai này nè đi, rồi nó đi, nó đi thằng kia không có được, rồi mới nó nói với tôi, nó nói anh đừng có nói, anh nói là thằng này chém nó chết, tôi đâu có dám nói gì hết trơn. À, lần sau nữa mới đi bỏ thằng này nè. Chú có chọc con không vậy chứ, làm gì có câu chuyện gì mà ngộ vậy. Tôi nằm anh sao giọng này nè, tôi nằm anh sao giường tôi đây. Ừ, có đó, tôi không phải chơi, tôi không phải, tôi không thấy mà tôi sao nói.
đâu phải là nói chuyện chơi bảy mạ hỏi nó thôi. Bây giờ hỏi nó kìa, bây giờ nó thử gì lên hỏi nó coi có gì không. Để tí nữa con vô đó coi sao, cho anh ngủ đi. Dạ. Hỏi coi mà không gì tôi là con dê tôi chịu hết trơn á. Tôi đâu phải là ấy đâu, tôi nói kể chuyện thằng này là tôi bị tôi thấy tôi gặp á thì tôi không dám nói luôn, sợ thằng này chém nhỏ kia chết lúc đó thôi chứ giờ là không thoải mái rồi chứ. Thì ta nó đi theo thằng đó rồi thoải mái rồi đâu có làm gì được, bây giờ đâu có làm gì nói gì đó. Tôi bị tôi nằm giọng thằng ấy là tôi nằm giọng ở ngoài không à, giọng này là tôi bước ở giường tôi nè, tôi bước ở giường tôi với nó gặp nhau nè. Và cái ông bạn đó là ông bạn thân luôn, thì bạn thân với nó là chi cốt là nhậu chung nhau đó. Chị cô á. Ờ cũng gì rượu chè ra mà nhậu. Thì rượu vậy đó, rượu uống vậy nè. Không có gì hết trơn. Có nhiêu đó thôi. Tới mức đó là thấy là không còn được nữa, tưởng tượng nổi. Ừ thì nó đi luôn là nó đi rồi mới tôi nói lại tôi nó giận với tôi là tôi nói. Tôi thấy mấy lần vợ mày đi theo thằng đó mà nó đi không được. Ba lần lần sau mới đi được đó. Mà nó nói trời ơi sao anh không nói với tôi, nói với mày chém nó chết thì sao. Hỏi nó coi, tôi bây giờ thật gì tôi nói trước mặt nó luôn. Tôi không phải ấy đâu, bị tôi nằm ở sau này nè, tôi với nó là giáp nhau mà giường tôi nằm vòng ở ngoài ấy không à, mà giường không à. Đó bây giờ cô chú anh chị mình cũng biết rồi đó. Ở này thì thôi tại vì hôm qua là anh có nói nó mém rồi nhưng mà mình nghĩ là ảnh kiểu như anh say rượu rồi nó chơi coi thế không, vậy không có câu chuyện là đó. vậy thiệt á vậy dạ. Thiệt á. Bây giờ vợ nó lại là giáp mặt nhau, tôi cũng nói cái chuyện đó cho luôn á, tôi nói chuyện với mày đi ôm con mày thằng nhỏ này đi mấy lần mới đi là theo chồng mày sao. Tội nghiệp nhất mấy mai nè chú ha. Hồi đó nhỏ à, nó nhỏ nó còn bồng, nó nhỏ dạ. Xíu rồi nó còn bồng đi đó. Bây giờ hôm nay Quỳnh Trung đến đây quay cho quý cô chú anh chị mình để mà cô chú anh chị mình nắm là không phải là giống như là Quỳnh Trung không có giúp, nhưng mà giúp bây giờ không biết giúp rồi sao, nó bây giờ nó khổ cái vấn đề đó. Còn nếu mà có giúp thì chắc là có thể là cô chú anh chị mình cũng phải suy xét lại chứ không có thể nào mà giờ không có đưa đi đâu được, thì chắc là người ta không dám nhận rồi. Không, nhà nước trả lại rồi mà nó đem đi nuôi mà nó trả lại rồi sao mà ai nhận. Bây giờ là đỡ không có quậy hả chú, chứ hồi trước là quậy lắm. Mai này nè thì cũng vậy thôi, mà điều mà có ăn này kia nọ là nó đỡ, không có ăn, không có đi vớt không, đồ chứ sao. Ừ có ăn thì nó không vớt đâu, không có ăn nó sợ nó đói này kia nọ nó phá bậy bạ nó vớt đồ vớt gì đó. Dạ. Có ăn no này kia nọ nó đỡ, nó không có đi phá đi. Nghe kể mà có lần là ôm nguyên con chó sình đó, là con heo sình vậy đó, là có con gà luôn á. Dạ. Gà nó mà nó hửi không hay là nó có nó ăn luôn á. Nó liếm nó ăn á, nó xe á, nó ăn á. Ăn bánh rồi thấy nó rồi một cái mẫu tôi nói là hết ăn cơm luôn á, không phải chơi đâu. Hai chú cháu mình lên trên chỉnh chơi, chú ơi lên chỉnh coi ảnh như thế nào. Coi gì nó nằm chèo queo queo dò nó xuống đất xuống sình vậy kìa. Dạ, thôi để gì để con vô mình ăn. Vô đi. Dạ. Coi dạ. Sao tức nó chết luôn. Khổ được chứ. Nãy giờ nghe cô chú ở đây kể thì cô chú anh chị mình cũng hình dung ra được cái mức độ như thế nào rồi. Thì để Quỳnh Trung vô cho cô chú anh chị mình xem, giờ này là ảnh say là cũng hết biết đường rồi nè cô chú anh chị. Trời ơi hai ông luôn. Trời ơi anh ăn ơi. Sao vậy anh, nhậu nữa rồi. Hết nổi luôn hả? Thôi hết nổi thì anh nằm đó luôn đi anh ơi. Anh nằm đến anh khỏi đứng dậy đâu, nằm đi. Rồi sáng mấy cho con ăn gì đây? Không có ăn gì luôn. Nằm rồi, hết nổi rồi, ngồi gì hết nổi rồi nè. Rồi sáng giờ mình làm mấy lít rồi anh? Rồi sáng giờ anh nhậu mấy lít rồi? Anh em ta mua 2 lít rồi mẹ. Đẩy 2 lít rồi. Hết đường tưởng tượng luôn. Giờ ngồi vậy hết nổi luôn cô chú anh chị ơi. Đem với cây một chút vừa rồi mấy cho con ăn nha. Em mua trái cây với lại bánh vừa cho Mai ăn á. Thôi nằm luôn đi, anh nằm đi, nằm nằm nghỉ mệt đi, không cần ngồi vậy đâu, nằm nghỉ mệt đi. Nằm ngủ đi dạ. Dạ. Anh lên không nổi thôi, anh ngồi sao nổi.
kéo ba vậy kìa. Dạ thôi để cho anh ngủ đi. Anh ăn nè. Anh ăn ơi, em hỏi thiệt, anh có thương con anh không anh? Hả? Anh có thương con anh không? Thương bé Mai không? Không thương nó. Ai mà thương nó? Sao vậy? Sao không thương Mai? Thương nó muốn chết. Thương rồi biết sáng giờ con mình nó ăn uống gì chưa? Ơi. Ăn cháo thịt mẹ. Ăn cái này cái gì? Món này món gì? Cháo vịt á. Ai nấu cái này anh nấu hả? Cháo vịt, vịt này, vịt. Cái này là cháo vịt sao trời? Vịt. Nấu hết mẹ. Rồi em gửi cho cô 500 ngàn rồi anh lấy là anh xài hết chưa? Anh xài hết tiền chưa? Nó xài hết. Bé Mai xài hả? Bé Mai xài hết. Mai nó biết xài thì nó mua gì đâu mà thì xài. Nó xài hết. Nó xài thì nó mua gì ăn mà xài hết, nên mới đây hết 500 ngàn rồi. Tại vì 500 ngàn là không phải là cái số tiền nhiều lắm với cô chú anh chị, nhưng mà cũng đủ cho hai cha con ăn cũng trong 1-2 ngày. Mua chị mua thịt heo hết, nửa ký thịt heo vậy. Thịt heo là cô mua cho anh mà. Trời ơi. Ông nhậu mà ông ngồi gì không nổi luôn hả cô? Con cũng nổi óc cục luôn á chứ. Ờ, tôi nhậu đậu tôi quen rồi, tôi coi trong YouTube hoài. Dạ, con là Quỳnh Trung. Ở nhà cái cô con nhỏ mà ăn ta lóc kiến chết. Dạ đúng rồi. Dạ, con là Quỳnh Trung. Dạ. Quỳnh Trung với nàng gì ăn gì đó. Dạ. Cái gì bơ đi. Bi bi dạ. À, bi bi ngủ rồi chứ sao trời. Dạ thôi kệ kệ cho mình ngủ đi, đi đừng có làm phiền mà anh. Dạ. Nhông bây giờ không biết con mình ăn gì nữa rồi sao nữa trời ơi. Đàng hoàng nó kêu uống mỹ uống bụ đi, người ta lợi người ta giúp, người ta cho tiền người ta nuôi con này nè, tội nghiệp chết. Ở đây mấy cô chú có thường khuyên ảnh không? Khuyên hoài không nghe kìa. Nhậu mà người ta bạn nhậu vô lấy vợ đi cũng không biết luôn là vậy đó. Là có thiệt luôn á. Trời ơi là trời. Ai mà thấu cái cảnh này không, bây giờ kêu chỉ về sao chỉ về được. Tại vì tụi con có lên video tụi con kêu gọi làm chỉ biết được cái thông tin chỉ về để mà trời ơi đừng dở lên con. Nó viêm nhiễm hết rồi. Bé Mai này viêm nhiễm hết rồi cô chú anh chị. Không thể nào quay cho cô chú anh chị mình xem được. Bé Mai nó viêm nhiễm cái bộ phận dưới rồi. Cậu phải lại thấy trước mặt nó vậy á. Ai ở chịu như nổi. Sao mà dám quay về được nữa. Thấy trước mặt vậy đó. Hôm qua thì còn hôm trước thì ngồi nhậu được, hôm nay là ngủ một chút nha, chừng hết thay nha, có bạn vô nữa là uống nữa, một ngày là 3 cử 4 cử á. Một ngày mấy cử? Một ngày uống mấy cử bà? Uống vậy á. Trời ơi. Uống thì nó say hồi đó giờ cô cũng lớn tuổi rồi, cô có thấy cái trường hợp nào nó như thế này không? Chắc đầu tiên trong cuộc đời mình luôn á. Dễ thở nó luôn. Tôi ngày đi nhà tôi mua ngủ tôi la nó không mà nó nghe. Thằng má nó không muốn bán cho nó nữa. Nghe có con trai xài không mà để 2 lít gọn hơ. Đúng rồi. Đúng. Vậy đó. Nó nghiệp con nó thôi. Trời ơi. Mai gì vậy? Cái gì đó? Mai. Mai cắt đồ ăn ăn nha. Cắt đồ ăn chú Trung mua cho con ăn đó. Bây giờ là chú Trung chỉ có hỗ trợ giúp cho con ăn uống tạm thời vậy thôi chứ bây giờ giải cứu con thì cũng không biết giải cứu sao, tại vì trung tâm người ta đã không nhận rồi. Trời ơi, cô có nghĩ đây là cái nồi cháo vịt không? Đúng rồi. Không phải cháo thì nó không biết cháo gì luôn, không biết luôn. Cháo vịt đó hồi nãy nói cháo vịt đó chú. Cháo vịt đó. Dạ. Trời ơi. Chú thấy cái nồi cháo vịt chưa? Cháo vịt. Trời ơi. Tôi biết luôn trời. Hồi nãy có ngồi có mệt không? Mệt nằm ngủ nữa đi. Tiểu đi luôn đúng không? Nhậu say rồi tiểu đi luôn đúng không? Tiểu luôn, có gì nữa. Có tiểu không? Không có. Sao Nguyên Dũng ngay chăn gọn giòn gọn bư vậy? Sao mà không có được?
Chết luôn bây giờ, nếu mà bây giờ con mà vô con nhỏ này nè, thôi con bây giờ con mua đồ rồi vô bây giờ mua đồ rồi sao mà không tắm rửa vậy trơn, đồ đạc một đống như thế này. Hồi trước là con không có cây nước đồ nước nôi đồ đàng hoàng chứ. Có cái nước ở đây. Có. Dạ. Không có, tụi nó không có. Rồi không biết làm sao nữa. Không, à, bạn có làm cái nước không bạn? Bạn đâu chú rồi? Hả? Bạn chú hả? Không, hồi đó nhậu nó bình tĩnh lắm. Không, hồi đó là nó yên lắm. Vậy là gì hồi xưa chú con nhậu gì vậy ảnh? Không có nhậu, nhậu à. Hồi đó bình tĩnh lắm. Hồi trước, trước đây đó phải không? Vợ đi á, tôi nói vậy, vợ đi á, mới ổng vậy luôn đó. Dạ, ổng đi rồi bỏ ổng, ổng làm gì đó tôi. Mà vợ đi có gì đâu mà buồn dữ vậy. Không biết sao, cô không biết nữa, em cũng biết nữa. Không có nhậu với ổng hai lần. Tôi biết, tôi qua đây nhà em bên sông. Bà con lối xóm này kể là cái lại cái vụ mà bạn của anh mà lấy vợ anh vậy, anh có buồn không? À, sao buồn trời? Không, ý là anh có buồn bà con lối xóm này không á? Không bạn. Không có buồn gì hết trơn. Giờ cứ nhậu thôi. Ờ, đi lên, cứ đi. Ê. Bất chấp rồi. Ơi, thằng này nó nghiệp con nó, lấy con nó lại. Nghiệp con nó té mấy nước mấy lần rồi. Té nước hả? Ừ, té nước là sao hả chú? Hả? Té nước là sao chú? Té hả? Dạ. Té là nó không chết. À. Ừ. Té xong ha. Bị té cầm lên. Dạ. Không chết thiệt. Không chết thiệt. Té mấy lần rồi đó. Không, tôi biết là té hai lần rồi đó. Tôi qua đây tôi đi ngủ đường này tôi thấy té rồi tôi la lên anh em rồi nó cha nó. Nói mai, xin mai nó lấy đi. Dạ. 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 Ai mà giúp chính quyền địa phương người ta vô người ta nhìn cảnh này người ta cũng sợ không chết luôn rồi chứ sao mà giúp được. Thằng ấp anh tha cầm hoa phát hiện người cũng chết ra ngoài đó thằng ấp ấy. Ra không nghe nó tôi ban ngủ mà đi mua tôi không mua ban cũng ban là nó chửi anh đó. Nhà cô bán rượu hả? Đây nè tôi bán tiệm nó sát đây nè. À, nhà cô là ngày tôi coi mấy ông này không này anh rồi cậu rồi tôi biết hết trơn đó. Ông nào thầy giáo đồng thầy gì thằng ấy rồi đó tôi biết hết trơn luôn đó. Mà giờ ảnh mua thì mình bán thôi mà ảnh nhậu thì vừa bán vừa chửi đó, hỏi nó coi có không, vừa bán vừa chửi đó mẹ là thiệt á, ra nó hoài mà nó không nghe tao nói nghỉ uống rượu đi, ta giúp đỡ dữ lắm bây giờ mấy người nghèo nghèo ta giúp đỡ dữ lắm nghe, ở đâu cũng vậy hết trơn, không gì tôi cho gạo lại rồi nữa, tôi vừa cho 2 lít 3 lít lại cho nó thì con bé nó bị lát á, bị nhiều viêm nhiều lắm luôn rồi đó, kiểu như cái con gái mà phải chăm sóc rồi này kia nó kỹ lưỡng tắm rửa đồ mà giờ ở với ảnh cũng không tắm nên nó chi mà con bé có khi áo 3 ngày 4 ngày chưa thay, ba bốn ngày mà không thay luôn. Giờ anh chỉ ngồi anh cười thôi chứ biết là sao giờ. Lá tay mưa thôi. Bây giờ nếu muốn giúp đỡ thì phải sửa chữa lại nghỉ uống ngủ. Dạ, khó lắm cô ơi, giống như bây giờ phải xem xét ảnh như thế nào rồi chính quyền địa phương người ta nhìn nhận coi ảnh có chịu thay đổi đồ này kia không chứ. Mà này kêu bằng nghiện là với một cái mức độ là nó rất là nặng rồi. Sống cũng không lâu đâu. Này cũng sống nhiều lắm. Bực uống hả? Ủa có nói không? Biết uống không? Còn uống. Nói với người ta. Tại vì tụi em khuyên anh là khuyên chơi vậy thôi chứ cũng đã biết là nó đã nó vô cái con người mình nó sao rồi. Nghĩ uống nó. Trời ơi. Biết giữa thấy không? Đây là cô chú anh chị, đây là cái cơm thiêu. Rồi xong rồi đem xuống mới nấu cháo lại. Cho con ăn. Cái này cái gì? Cái gì? Dịch gì đó anh. Này, mà nó còn sống nhăn luôn. Sống nhăn ăn sao? Mua Phật. Năm mua Phật đi. Mua Phật luôn. Anh nhìn mà anh còn thấy mua Phật nữa. Tôi cũng mua Phật đó, tôi cũng nhập phước lắm. Không, em nhập phước lắm á. Em thử hỏi nó. Em từ vừa em cho gạo nó thử coi có không? Cho 2 bông lít, 3 lít. Tôi nói dốc đâu? Em ở sông nè, bên sông nè, bên lộ nè, không dốc không? Hồi đó bạn của tôi thì có nhậu, ông bình định lắm. Nói chung là bà con ở đây ai cũng giúp đỡ. Tôi thương nó lắm. Không, nó không nghe chứ. Bây giờ mày tin, mày sửa lại đây em. Không, bây giờ này thì anh nói vậy đó. Đồ đạc hôm trước em đứng chỗ cái thùng này là nó rất là hôi luôn, mà không biết cái gì trong này. Thùng nước, không biết có nước chẳng không?
Dạ. Anh này cũng bạn anh luôn. Không phải bạn này, nó không biết đâu. Thầy nói bạn thôi. Rồi sáng giờ anh làm mấy lít rồi? Mấy lít rồi. Sáng giờ mình vô mấy lít rồi anh? Em nhậu ở đây thôi. Đây nhậu không có là nhiêu nè. Đó, cái đó là không có thấy nó bỏ đó đó. Vậy đó. Có 1 lít mọc á, anh ơi. Lít mọc làm mấy rồi. Mưa rồi, tôi có mưa rồi, mưa rồi. Lo chí thú làm ăn đi mấy anh ơi. Anh khuyên em mấy em đó thì có chứ giờ mấy anh cũng đâu có lớn tuổi lắm đâu. Đúng rồi. Uống thì uống phần nào thôi. Tôi cũng thương nó lắm thôi. Hồi đó em lắm. Như sinh mai này nè, không. Nhà lấy lên con, lấy lên, lấy bánh lên. Lấy bánh lên, lấy bánh lên, giờ 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 con. Dượng ơi, ăn đồ sống không à, tôi nhóc Dượng đâu. Ăn đồ sống không hả? Ừ, tôi thấy thịt heo đó, tôi thấy ăn đó. Mấy nhóc con, em đi đánh vỗ rồi, em không ăn, đồ chín không ăn đâu. Ăn đồ sống không? Ừ. Là chú cũng có lần chú chứng kiến rồi. Ừ, tôi cái nào có đó tôi nói thẳng, tôi nói đâu. Gạt gì à, tôi đi đi đó, chợ bỏ đó, cô gạt gì? Chuyện gì? Ăn thiệt. Nó, người ta cho nó mừng lắm. Ăn. Đồ chín nó không ăn đâu. Ừ. Thấy tội rồi, bây giờ vô mua bánh trái cây rồi cho nó ăn chứ bây giờ. Tôi mua cũng từng nghiệp lắm. Tôi mua. Dạ. Dạ. Bây giờ đi ngủ thôi, gặp hai tôi tưởng tượng cái gì tôi đi coi. Đứng nổi. Đứng nổi rồi. Nằm đi. Nằm đi. Đồng hối rồi đủ. Đây không phải là hình ảnh của một cụ ông mà là một cái kêu bằng một người đàn ông thôi, cũng còn rất là trẻ tuổi, đâu có lớn tuổi lắm đâu. Còn trẻ lắm đó nhau. Bạn không để gông gì đó, cậu gông lên. Đúng rồi, bạn. Bạn, tôi nói hồi đó bạn thiệt. Bạn uống quá, nói bạn không tin. Bạn uống quá rồi, bạn cũng chạy luôn. Nói sao, tôi cũng biết nói sao. Dạ. Không, tôi biết nói sao. Tôi cũng uống giọng thiệt, uống thiệt. Tóc bạc. Không, tôi tóc bạc thiệt. Không nói gì không. Ý tóc bạc là anh cũng chí hướng anh làm ăn. Bạn này quên tính đi, đụng người ta thương ông không hết nữa. Dạ. Bạn ơi đừng uống nữa bạn ơi. Nhiều người anh biết sao không? Chú biết sao nhiều người là người ta không có cái nhà người ta ở luôn. Người ta che chòi người ta ở nhưng người ta cũng vẫn làm như lụng người ta dạ. Người ta ở chuồng heo chuồng vịt rồi nhưng người ta cũng cố gắng làm ăn, huống chi là bây giờ anh ăn anh có nguyên một cái nhà như vậy che nắng che mưa rồi này kia ở mà. Tệ thiệt luôn á anh ăn ơi. Anh ơn dạ anh ơn. Dạ. Con là hai đứa cha không có trai. Dạ. Đứa ổng. Tôi có nhậu với ổng tôi hồi đó chứ em làm ngủ. Dạ. Bạn thế rồi hồi đó mày tình em có bán có cá rồi, em rồi cho bán gia đình anh lẻ rồi mua không có nói dám bạn mà anh ơn thấy người ta tỉnh tôi táo không bán, tôi hoài tôi đang nghĩ hoài đó nó em không nói dám đâu bạn ơi đừng có nữa anh nghĩ hoài không nghe rồi biết sao giờ em không lại luôn ai giữa không có lại nó không mày nghĩ lại cho anh không lại nữa đâu bạn thôi tôi nghiệp tôi thấy đông quá mưa em chạy xe con coi chơi nôm ai đang khâu nè thấy cái nôm lộn nè luôn đâu tôi biết rồi những ơi ông đang chỗ đó đó nôm anh tiểu đó đó anh ơi anh tiểu ngay đó luôn đó bạn à bạn đừng nó đầu cái đó thẳng đi đừng nói dắt người ta nó biết rồi nó cái thì hiểu rồi nhìn cái thì hiểu rồi thôi em đi ra ngoài chứ này đó bởi vì quý cô chú anh chị mình thấy đó bây giờ khổ như vậy đó. Để nhiều khi mà Quỳnh Trung quay có 1-2 video thì cô chú anh chị mình sẽ không có hình dung nắm ra đây. Ở đó nó biết gì ở đây á. Ở đó là bỏ không có gì hết luôn nha. Ở nhà nó là lắm á. Ở đó là rất là giỏi luôn. Giỏi lắm, không có cỏ luôn á. Dạ. Tôi làm mới là chơi nhậu cho nó. Không thiệt tôi nói thẳng luôn. Thấy nhà cũng có trồng bông đồ này kia nhìn thấy. Đẹp lắm. Dạ. Bông đẹp lắm nha. Nhiều lắm. Nó cỏ nó làm luôn, nghĩ làm luôn. Nó nghiệt. Mấy đứa con nè ở đây thấy chú ơn của tụi con làm sao? Thấy nổi da gà luôn à. Mày sợ ai dám đi gặp
Dạ. Đi ngang rồi không dám vô. Cho tiền nó rồi, tôi cho tiền nó là gì chưa? 10 ngàn, 90 ngàn cho rồi. Anh. Dạ. Thì ở đây thì cũng nhờ bà con lối xóm đồ nãy kia rồi mình bây giờ nói chung là bên chính quyền dạ. Bây giờ bên chính quyền địa phương này họ giống như họ cũng bắt lượt rồi thì nhờ chính quyền nhờ cô chú ở đây người tiếp ít ví dụ như thấy bé mà nó có vớt nào nãy kia ăn thì cô chú la giùm chứ la hoài đó nó lấy nó về nó phá cái bông nó để cái bông nhà ta nó đổ bỏ hết cái nghiệp ta phá dữ lắm phá dữ lắm rồi phá mà nó ăn thịt xong thịt heo nó làm gì nó mừng mừng lắm phải hỏi nó mai có con có ăn không ăn thịt sống rồi bé lớn đây nè rồi tới lớn người con quá đẹp thì khổ vậy đó cô bây giờ cô nhìn thấy như vậy thì cô cũng biết rồi đó nó bây giờ hả nhậu bê tha rồi bây giờ hiện tại thì bé Mai là đang bị viêm nhiễm nè mà bây giờ làm sao mà đưa đi bệnh viện rồi ai đứng ra để mà chăm sóc đây cô đó đó ra ngoài đó ngoài đó đây đó có cô đó ngồi gần đây đi bà có gì bà đem lại cho ăn cô đó sức rồi đó sức cho bớt rồi đó không sức thì ta dễ gì dạ sức bớt rồi đó đây cái này mua thuốc rồi dạ. Bé nó bị viêm nhiễm rồi cô dạ bé nó bị viêm nhiễm rồi. Dạ. Mà nạt tôi tía nó về ơi gì nạt tía đấy rồi không có hả dạ, không sao đâu dạ mấy ổng ngồi nhậu đây mấy ổng không sao không lẽ mình đứng đây mình xui gì sao hồi sáng kìa bẻ trái chuối ra lấy cái nhớt đó đó sức cho nó đó dạ. Sáng lên sáng vô người ta đi nằm mà đi nằm võng đó, đó người ta kêu mình sức cho nó đó không có tắm rửa vậy nãy kia đó cô không vài bữa nay không có tắm nè vậy giờ mắc luôn cái nước rồi mụn tơ rồi nãy kia gỡ mất tiêu hết rồi nó làm hư hết trơn rồi đó còn cái gì nữa đâu ơi con đây có hòa đồng với bạn Mai không bạn Mai không có đi chơi với bạn Mai không à mấy đứa này không đi đâu mấy đứa này tao không cho chơi chung ta đâu người ta không cho chơi chung đâu lâu lâu là con cũng kêu nội múc cơm cho bạn Mai ăn hả chú cho chú hỏi xíu nha chú phỏng vấn xíu nha con là bạn của bạn Mai đúng không rồi bạn Mai à. Lâu lâu bạn Mai cũng phá nhà con một lần phá sao con cũng hù bạn Mai chạy về thôi chú Nhưng mà con thấy bạn Mai tội nghiệp không? Cũng tội. Rồi thấy ba bạn Mai không chăm sóc bạn Mai vậy tụi con thấy bạn Mai như thế nào? Như là không có chăm sóc, không có cho ăn uống gì chứ phải không? Dạ. Rồi con cho cơm ăn hay sao? Cho cơm với cá với thịt đủ thứ luôn. Cho bạn ăn ha. Dạ. Thôi đừng có mặc cảm với bạn nha. Tội nghiệp bạn lắm. Có đồ ăn rồi thì nhớ cho bạn ăn với dạ. Chứ tội nghiệp bạn tại vì bạn không có mẹ rồi dạ. Không có mẹ mà cha dạy rồi tụi con ở đây tụi con cũng biết rồi đúng không dạ. Thằng này với nhỏ này không có xa đâu má mà con đã cũng bà con mà không bà con đã rồi dạ ăn ăn vô ngon cái nhé dạ thôi nhé thân thơ mẹ ơi dạ hãy mua này nè À, thì bây giờ thì chắc là con cũng xin được kết thúc video để coi tìm cái phương án nào chắc là có thể con liên hệ với lại bên chính quyền địa phương nó rồi tìm cái cách nào đó giải cứu con bé Mai này đó, một cái cách nào đó cho nó tốt nhất và nó hợp pháp thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình sẽ để lại ý kiến thì hôm nay thì Quỳnh Trung cũng ghi hình cho quý cô chú anh chị mình biết về cái hoàn cảnh của anh Ơn một cái người đàn ông mà gù chè bê tha như vậy thì xảy ra cái cảnh là bạn thân là lấy vợ luôn nó một cái câu chuyện là có thật luôn với cô chú anh chị trên đời thì tới đây Quỳnh Trung cũng xin được phép kết thúc video và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở một cái video kế tiếp ạ.